Đây là đại dương sâu thẳm, ngôi nhà của những loài động vật kỳ lạ nhất trên thế giới. Đại dương là một nơi rộng lớn và bí ẩn, với những độ sâu chưa được khám phá đầy đủ và những sinh vật mà chúng ta chỉ mới bắt đầu tìm hiểu. Bên dưới những con sóng là những bí mật và khám phá vừa đáng kinh ngạc vừa đáng sợ. Điều đó đã làm thôi thúc trí tưởng tượng của con người trong nhiều thế kỷ. Từ vùng đáy biển sâu thẳm tối tăm đến những rạn san hô tràn đầy sức sống, đại dương là một nơi kỳ diệu và kinh dị, nơi những điều chưa biết ẩn nấp ngay bên dưới bề mặt. Đó là một thế giới vừa đẹp đẽ vừa chết chóc, một thế giới tiếp tục mê hoặc và ám ảnh chúng ta với những bí mật của nó. Trong những nơi sâu nhất, tầm tối nhất của thế giới này là một vương quốc bí ẩn đã ám ảnh trí tưởng tượng của con người trong nhiều thời đại. Đại dương cũng là nơi có những vực thẳm rộng lớn, không thể dò được, nơi vòng tay ấm áp của mặt trời chỉ còn là một ký ức xa xăm, và nơi những cái bóng khiêu vũ đầy đe dọa với những điều chưa biết. Độ sâu âm u của nó che giấu những bí mật vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta, đầy ắp những sinh vật vừa mê hoặc vừa quái dị. Khi những con sóng không ngừng thì thầm những câu chuyện ẩn lạnh về những điều kinh hoàng ẩn nấp bên dưới, người ta không thể không cảm thấy một cảm giác bất an kỳ lạ. Như thể chính đại dương là một thực thể sống đang thở, chờ đợi thời cơ của nó, chực chờ nuốt chửng chúng ta. Vì trong vòng tay băng giá của nó, ranh giới giữa sự ngạc nhiên và nỗi kinh hoàng đã mờ nhạt đi, và bản chất thực sự của nỗi sợ hãi hiện ra từ bóng tối, khiến chúng ta run rẩy trước sự hiện diện của đại dương vĩnh cửu và bí ẩn. Đại dương cũng là môi trường sống lớn nhất trên trái đất, bao phủ hơn 70% bề mặt hành tinh. Đây là ngôi nhà của sự đa dạng đáng kinh ngạc cho sự sống, từ sinh vật phù du siêu nhỏ đến cá voi khổng lồ. Đại dương chứa một loạt các môi trường sống khác nhau, từ các cửa sông nông và rạn san hô đến rãnh biển sâu và đồng bằng vực thẳm. Đại dương là một thế giới hấp dẫn và bí ẩn, nơi có nhiều loại sinh vật biển và hệ sinh thái đáng kinh ngạc. Từ độ sâu của các rãnh sâu nhất đến các rạn san hô ngập nắng, đại dương tràn đầy sức sống. Nó cũng là một nguồn tài nguyên quan trọng cho con người, cung cấp thực phẩm, khoáng sản, dầu khí. Sự đa dạng của đời sống đại dương thật đáng kinh ngạc, với hàng nghìn loài đã biết. Đại dương cũng chứa rất nhiều hóa chất và nguyên tố cần thiết cho sự sống trên trái đất. Bây giờ, hãy nói về một số loài động vật biển tuyệt vời, bắt đầu với cá voi xanh, loài động vật lớn nhất trên thế giới. Đây chỉ là một vài trong số những sự thật đáng kinh ngạc về cá voi xanh, một sinh vật tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới về sự ngạc nhiên và kinh ngạc. Cá voi xanh là loài động vật có vú lớn nhất trên hành tinh và là một trong những sinh vật hấp dẫn nhất trên thế giới. Trái tim của một con cá voi xanh có thể nặng bằng một chiếc mô tô, với một số cá thể đặc biệt có thể sở hữu quả tim nặng tới hơn 500 kg. Mặc dù có kích thước khổng lồ, cá voi xanh chủ yếu ăn các loài động vật giống tôm nhỏ, được gọi là nhuyễn thể. Chúng có thể tiêu thụ tới 4 tấn thức ăn mỗi ngày trong mùa kiếm ăn. Cá voi xanh to đến mức cả một vùng đại dương rộng lớn có thể nghe thấy tiếng kêu của chúng. Và tiếng kêu của loài cá này là một trong những âm thanh to nhất được tạo ra bởi bất kỳ loài động vật nào. Mặc dù chúng có thể lặn ở độ sâu lên tới 1.000 mét, nhưng cá voi xanh thường chỉ dành khoảng 10 đến 20 phút dưới nước trong mỗi lần lặn. Đáng buồn thay, cá voi xanh đã bị săn bắt gần như tuyệt chủng bởi những người săn cá voi trong thế kỷ 20. Nhưng những nỗ lực bảo tồn đã giúp chúng phục hồi phần nào trong những năm gần đây. Một cư dân tiêu biểu khác đến từ đại dương sâu thẳm là cá mập trắng. Nó là một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất trong đại dương xanh. Cá mập trắng lớn là một trong những kẻ săn mồi mạnh mẽ và nguy hiểm nhất trong các đại dương trên thế giới. Với danh tiếng được tạo dựng qua nhiều thế kỷ bởi những huyền thoại và truyền thuyết.
Nhưng những sinh vật hấp dẫn này còn nhiều bí mật hơn cả những gì chúng ta thấy. Cá mập trắng lớn có thể dài tới 6 mét và nặng tới hơn 2 tấn. Điều này khiến chúng trở thành một trong những loài cá săn mồi lớn nhất thế giới. Bất chấp kích thước quá khổ của mình, cá mập trắng lớn nhanh nhẹn một cách đáng ngạc nhiên và có thể bơi với tốc độ lên đến 35 dặm một giờ. Thợ săn tuyệt vời này có một cảm giác đáng kinh ngạc về mùi và có thể phát hiện ra ngay cả một giọt máu trong 50 lít nước. Chúng cũng có một cơ quan đặc biệt gọi là ống Lorenzini, cho phép loài cá mập phát hiện điện trường do con mồi phát ra. Cá mập trắng lớn là loài săn mồi đỉnh cao, có nghĩa là chúng không có kẻ săn mồi tự nhiên nào trong môi trường của chúng. Tuy nhiên, chúng được biết đến là thỉnh thoảng sẽ tấn công và giết chết lẫn nhau. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, cá mập trắng không thực sự thích mùi vị của con người và thường sẽ nhả người sau khi cắn một miếng. Hầu hết các cuộc tấn công nhắm vào con người xảy ra khi cá mập nhầm một người với một con mồi thông thường của nó. Một loài cá tuyệt vời khác từ đại dương sâu thẳm là cá hề. Cá hề là một trong những loài cá dễ nhận biết và được yêu thích nhất trên thế giới. Một phần nhờ vào vai chính của chúng trong bộ phim đình đám Đi tìm Nemo. Nhưng những sinh vật đầy màu sắc này cũng ẩn chứa nhiều điều thú vị khác. Cá hề được tìm thấy nhiều ở vùng nước ấm của Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, chủ yếu ở các rạn san hô. Chúng được đặt tên theo màu sắc tươi sáng của mình, giống như lớp trang điểm của một chú hề. Hầu hết các loài cá hề sống trong một mối quan hệ cộng sinh với hải quỷ. Điều này sẽ cung cấp cho chúng nơi trú ẩn và bảo vệ. Đổi lại, cá hề giúp giữ cho hải quỷ sạch sẽ và khỏe mạnh bằng cách ăn xúc tu chết và các mảnh vụn khác. Cá hề là loài lưỡng tính nổi bật, có nghĩa là chúng được sinh ra là con đực, nhưng có thể thay đổi giới tính để trở thành con cái sau này khi lớn lên. Điều này giúp đảm bảo rằng luôn có đủ con cái để sinh sản và duy trì quần thể. Trong tự nhiên, cá hề có thể sống tới 10 năm và dài tới 5 inch. Tuy nhiên, trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có thể sống tới 20 năm và thậm chí còn nhiều hơn thế. Các hành vi của cá hề trong bộ phim Đi tìm Nemo phần lớn là chính xác. Ngoại trừ một vài chi tiết được thêm vào để tăng độ hấp dẫn. Ví dụ, trong đời thật, cá hề không đi khắp đại dương để tìm những đứa con bị mất tích của chúng. Mặc dù được nuôi phổ biến như thú cưng, nhưng cá hề không dễ chăm sóc và cần một môi trường cụ thể để phát triển. Chúng cũng đang bị đe dọa do sự đánh bắt quá mức của con người, hủy hoại môi trường sống và biến đổi khí hậu. Cá hề là những sinh vật thực sự hấp dẫn với cấu trúc xã hội phức tạp và khả năng thích nghi độc đáo. Điều này đã giúp chúng tồn tại trong môi trường khắc nghiệt của rạn san hô. Mặc dù chúng có thể được biết đến nhiều nhất với vai trò là nhân vật chính trong bộ phim Đi tìm Nemo, nhưng những con cá sặc sỡ này đáng được chúng ta ngưỡng mộ và tôn trọng vì khả năng phục hồi và thích ứng của chúng trước những thách thức của môi trường. Có lẽ cư dân đại dương khiến con người ấn tượng nhất chính là cá heo. Loài động vật có vú sống ở đại dương này được nhiều người coi là một trong những sinh vật thông minh và hấp dẫn nhất đại dương, với hàng loạt khả năng thích nghi độc đáo đã giúp chúng tồn tại qua hàng triệu năm. Có hơn 40 loài cá heo khác nhau. Chúng cũng có kích thước vô cùng khác nhau, với những loài chỉ có chiều dài khiêm tốn là 1 mét, cho tới những gã khổng lồ dài tới 9 mét. Loài cá heo nhỏ nhất là cá heo Maui. Chúng chỉ được tìm thấy ở New Zealand và có số lượng dưới 100 cá thể. Cá heo được biết đến với trí thông minh đáng kinh ngạc, sở hữu một bộ não lớn và phức tạp hơn hầu hết các loài động vật khác. Cá heo có khả năng giải quyết một số vấn đề phức tạp, giao tiếp xã hội và thậm chí là tự nhận thức. Cá heo là loài động vật xã hội sống thành đàn lên đến hàng chục cá thể. Mặc dù một số loài có thể tạo thành nhóm lớn hơn nhiều. Chúng sử dụng nhiều cách phát âm để giao tiếp với nhau, bao gồm cả tiếng huýt sáo, tiếng lách cách và thậm chí cả bài hát. Cá heo được biết đến với sự nhanh nhẹn và tốc độ đáng kinh ngạc, với một số loài có thể bơi với tốc độ lên tới 60 km/h. Chúng cũng có khả năng nhảy lên khỏi mặt nước
và thực hiện các động tác khó, chẳng hạn như nhào lộn hay quay vòng. Giống như dơi, cá heo sử dụng khả năng định vị bằng tiếng vàng để điều hướng và định vị con mồi. Chúng phát ra những tiếng nhấp chuột có âm bực cao và lắng nghe tiếng vàng để xác định vị trí và hình dạng của các vật thể trong môi trường của chúng. Cá heo được tìm thấy ở khắp các đại dương trên thế giới, ở cả vùng nước ấm và lạnh. Chúng đặc biệt phong phú ở những khu vực có quần thể cá cao, chẳng hạn như ở vịnh Mexico và vịnh Biscay. Mặc dù cá heo thường không hung dữ với con người, nhưng đã có trường hợp cá heo tấn công người, đặc biệt là khi chúng đang bảo vệ con non hoặc cảm thấy bị đe dọa. Cá heo là những sinh vật thực sự đáng chú ý với một loạt các hành vi và khả năng thích nghi độc đáo đã thu hút các nhà khoa học cũng như công chúng. Tuy nhiên, giống như nhiều loài động vật biển khác, chúng đang bị đe dọa do môi trường sống bị hủy hoại, ô nhiễm và đánh bắt quá mức. Chúng ta cần có những nỗ lực bảo tồn để đảm bảo sự tồn tại của loài cá heo trong nhiều năm tới. Một loài động vật nổi bật khác sống ở đại dương là sư tử biển. Sư tử biển là một loài hải cẩu được tìm thấy trên khắp thế giới, từ Bắc Cực đến Nam Cực. Chúng được biết đến với hành vi vui vẻ, trí thông minh cũng như tiếng sủa và tiếng gầm đặc biệt. Có một số loài sư tử biển khác nhau, bao gồm sư tử biển California, sư tử biển Galapagos, sư tử biển Stellar và sư tử biển Úc. Chúng có nhiều kích thước khác nhau từ hơn 1 mét tới 3 mét tùy thuộc vào loài. Sư tử biển là động vật xã hội, sống theo nhóm được gọi là thuộc địa hoặc bè. Những thuộc địa này có thể rất lớn, với một số thuộc địa của sư tử biển Stellar chứa hơn 1.000 cá thể. Sư tử biển đực lớn hơn con cái và có bờm lông đặc biệt quanh cổ. Chúng sử dụng những chiếc bờm này để thu hút bạn tình và đe dọa đối thủ trong mùa sinh sản. Sư tử biển là những vận động viên bơi lội xuất sắc và có thể nín thở tới 20 phút dưới nước. Chúng cũng có khả năng lặn xuống độ sâu tới 200 mét để tìm con mồi. Đây là loài động vật ăn thịt và thức ăn chủ yếu của chúng là cá và mực. Sử dụng hàm răng sắc nhọn của mình để bắt và xé các con mồi trước khi nuốt chửng toàn bộ. Sư tử biển thường được con người huấn luyện để biểu diễn các trò ảo thuật hoặc tham gia biểu diễn xiếc. Nhưng hoạt động này đã bị chỉ trích bởi các nhà hoạt động vì quyền động vật, những người cho rằng điều đó là tàn nhẫn và gây căng thẳng cho động vật. Sư tử biển đang bị đe dọa bởi nhiều yếu tố, bao gồm đánh bắt quá mức, phá hủy môi trường sống và biến đổi khí hậu. Một số quần thể, chẳng hạn như sư tử biển Stellar, đã giảm mạnh trong những năm gần đây do những mối đe dọa này. Bất chấp những thách thức mà chúng phải đối mặt, sư tử biển là những sinh vật hấp dẫn và được yêu mến. Chúng chiếm được cảm tình và trí tưởng tượng của mọi người trên khắp thế giới. Hành vi vui tươi và tiếng kêu đặc biệt của chúng khiến chúng trở nên thú vị dù ở trong tự nhiên hay trong điều kiện nuôi nhốt. Bằng cách hành động để bảo vệ những loài động vật này và môi trường sống của chúng, chúng ta có thể giúp bảo đảm rằng sư tử biển tiếp tục phát triển cho các thế hệ mai sau. Một loài động vật biển bí ẩn nhưng không kém phần hấp dẫn là cá đuối. Cá đuối khổng lồ là một trong những sinh vật lớn nhất và quyến rũ nhất trong đại dương, với sải cánh có thể dài tới 9 mét và trọng lượng lên tới hơn 2 tấn. Cá đuối khổng lồ được tìm thấy ở các vùng biển trên khắp thế giới, bao gồm cả Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Chúng thích các vùng nước ấm hơn và thường có thể được nhìn thấy gần các rạn san hô hoặc các khu vực khác có mật độ sinh vật phù du cao. Cá đuối là loài ăn lọc, có nghĩa là chúng bơi với miệng há rộng để bắt các sinh vật phù du và cá nhỏ. Chúng sử dụng các cấu trúc đặc biệt gọi là lược mang để lọc thức ăn ra khỏi nước. Bất chấp kích thước có phần khổng lồ của chúng, cá đuối khổng lồ là loài vô hại với con người và được biết đến với một số hành vi tò mò và thân thiện đối với những người lặn biển. Cá đuối khổng lồ là một trong những loài thông minh nhất trong tất cả các loài cá, với bộ não lớn hơn nhiều lần so với các loài khác. Con người đã phát hiện ra các khả năng đặc biệt của chúng trong việc giải quyết vấn đề và thậm chí cả hành vi xã hội.
Không giống như nhiều loài cá đuối khác, cá đuối khổng lồ không có ngòi hoặc ngạnh trên đuôi nên không gây nguy hiểm cho con người. Mặc dù có kích thước khổng lồ, nhưng cá đuối khổng lồ lại là những vận động viên bơi lội duyên dáng và có thể lướt trên mặt nước một cách dễ dàng. Chúng cũng có khả năng nhảy lên khỏi mặt nước và thực hiện các động tác nhào lộn. Thật không may, cá đuối khổng lồ đang bị đe dọa do đánh bắt quá mức, hủy hoại môi trường sống và biến đổi khí hậu. Một số quần thể đã giảm mạnh trong những năm gần đây, làm cho các nỗ lực bảo tồn trở nên cực kỳ quan trọng đối với sự sống còn của chúng. Cá đuối khổng lồ là một loài động vật đáng chú ý. Chúng vẫn tiếp tục thu hút trí tưởng tượng của mọi người trên khắp thế giới. Các đại dương sâu hơn bất kỳ ngọn núi nào trên đất liền. Có những thác nước dưới nước trong các đại dương. Chúng được gây ra bởi sự khác biệt về mật độ nước và có thể được tìm thấy ở những nơi như bờ biển Mauritius và ngoài khơi Đan Mạch. Các đại dương chứa nhiều vàng hơn tất cả số vàng từng được khai thác trên đất liền. Ước tính có khoảng 20 triệu tấn vàng trong các đại dương, nhưng rất khó để con người có thể khai thác nó. Một số sinh vật trong đại dương có khả năng phát quang sinh học, nghĩa là chúng có thể tạo ra ánh sáng của riêng mình. Điều này bao gồm các loài như cá đèn lồng. Chúng sử dụng mồi phát sáng của mình để thu hút con mồi ở độ sâu lớn bên dưới các đại dương tối tăm. Các đại dương chứa một lượng muối khổng lồ. Trên thực tế, lượng muối trong các đại dương đủ để bao phủ toàn bộ bề mặt đất liền của trái đất ở độ sâu gần 150 mét. Các đại dương cũng là nơi sinh sống của một sinh vật lớn nhất trên trái đất, đó chính là loài cá voi xanh, loài động vật lớn nhất từng sống. Cá voi xanh có thể dài hơn 30 mét và nặng tới 200 tấn. Mặc dù có kích thước to lớn là thế, cá voi xanh cũng đang bị đe dọa bởi các hoạt động của con người như đánh bắt quá mức, ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Nếu chúng ta không hành động để bảo vệ các đại dương, chúng ta có thể phải đối mặt với sự mất mát thảm khốc đối với một trong những nguồn tài nguyên quý giá nhất của hành tinh xanh. Khi chúng ta tiếp tục khám phá và nghiên cứu về môi trường sống rộng lớn và bí ẩn này, chúng ta chắc chắn sẽ khám phá ra nhiều điều tuyệt vời hơn nữa về thế giới bên dưới những con sóng. Đại dương đóng một vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu toàn cầu bằng cách hấp thụ và giải phóng một lượng lớn nhiệt độ và carbon dioxide. Điều này giúp duy trì nhiệt độ ổn định của trái đất, đảm bảo rằng nó không trở nên quá nóng hoặc quá lạnh để sự sống có thể tồn tại. Con người phụ thuộc rất nhiều vào đại dương để có thức ăn, khoáng chất và năng lượng. Hàng triệu người trên khắp thế giới phụ thuộc vào hải sản làm nguồn protein chính của họ, trong khi vô số người khác được hưởng lợi từ hoạt động khoan dầu và thăm dò dầu khí ngoài khơi. Đại dương cũng giúp hỗ trợ sinh kế của người dân và cộng đồng ven biển, những người phụ thuộc vào nó để có thu nhập và việc làm. Môi trường sống ở biển là một số hệ sinh thái đa dạng nhất trên thế giới, là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật hoang dã, bao gồm cá, động vật có vú, bò sát, chim và động vật không xương sống. Đại dương cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh sự thay đổi khí hậu toàn cầu bằng cách hấp thu nhiệt từ mặt trời và vận chuyển nó đi khắp thế giới. Điều này giúp điều hòa nhiệt độ trên đất liền, giữ chúng trong phạm vi phù hợp cho sự sống. Bảo tồn và khôi phục môi trường sống biển có thể giúp giảm tác động của biến đổi khí hậu bằng cách giữ cho carbon dioxide được lưu trữ trong đáy biển và các môi trường đại dương khác. Việc bảo tồn biển cũng rất quan trọng đối với sức khỏe con người, vì nhiều loại thuốc của chúng ta có nguồn gốc từ đại dương, bao gồm thuốc kháng sinh và các phương pháp điều trị tiềm năng cho bệnh ung thư, bệnh tim và các bệnh khác.